Khánh Thi tiết lộ thay đổi khi mang thai, đặc biệt thổ lộ tình cảm với Phan Hiển. Chồng đi công tác xa, Khánh Thi có những chia sẻ khiến nhiều mẹ bầu đồng cảm. Trải qua hơn một thập kỷ đồng hành và gắn bó, chuyện tình yêu của Khánh Thi, Phan Hiển khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đến hiện tại, nữ hoàng Dance Fox đang mang thai lần 3 cho chồng. Dù chênh lệch 12 tuổi, thế nhưng Khánh Thi và Phan Hiển vẫn được nhận xét là xứng đôi. Bên cạnh đó, hai nhóc tỳ là Kubi Minh Cường, Anna Vương Diễm cũng sở hữu vẻ ngoài và năng khiếu nghệ thuật được thừa hưởng từ bố mẹ. Trưa ngày 1 tháng 8, trên Facebook mẹ bầu Khánh Thi đã có dịp trải lòng về câu chuyện mang thai. Theo đó, bà xã Phan Hiển viết, hôm nay bầu đi khám thì em bé nặng tầm 1,6kg. Bầu thì lên 9kg vì cũng 31 tuần rồi. Ông xã Nguyễn Đoàn Phan Hiển vẫn ở châu Âu tập huấn nên bầu ở nhà lo mọi việc từ đội tuyển, trung tâm và viện nghệ thuật. Lo luôn đời sống tinh thần cho hai nhóc Kubi Anna, Minh Cường Vương Diễm trước khi vào năm học mới. Theo đó, Khánh Thi cho biết ở lần mang thai thứ 3, cô đã tăng lên 9kg, em bé cũng trộm vía đã được 1,9kg. Vì chồng đang trong chuyến công tác tại châu Âu nên dù bầu bí, Khánh Thi vẫn phải thay chồng quán xuyến hết mọi việc và chăm sóc hai con. Vắng chồng cộng với việc đang mang thai, tính tình của Khánh Thi cũng trở nên nhạy cảm hơn. Cô cho biết bản thân đang rất nhớ chồng. Dù vậy, mẹ bầu vẫn gửi lời động viên, an ủi và hy vọng Phan Hiển có thể toàn tâm toàn sức để đồng hành cùng các vận động viên khác. Bầu nhớ ông xã lắm. Ông ở châu Âu thì vẫn một lời than vãn mệt, căng thẳng, tốn kém khủng khiếp và buồn vì nhớ gia đình. Cán nhà ông xã, cả đội bên đó cũng cần ông xã vực tinh thần mà. Than với vợ thôi chứ ông chiến tới cùng à, hiểu thì sẽ thành công, Khánh Thi bộc bạch tâm sự. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.